kéo gì vô đây? Thì hồi trước Hồng Kông thì gỡ cái bánh ra, bây giờ gỡ bánh ra trống không? Hả? Gỡ bánh ra có bánh đâu được không? Hả? Được, cái này gỡ cái bánh ra, gỡ được không? Không được, anh Ben gỡ bánh ra. Không được, anh gỡ bánh ra thầy đây. Bánh ra trống rồi đúng không? Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là an lành nha. Bây giờ cũng đã là 22 giờ rồi. Nam cũng đóng cửa hàng và chuẩn bị nghỉ ngơi rồi để ngày mai tiếp tục công việc. Thì Nam nhận được một cuộc điện thoại từ hotline đó cả nhà. Thì một em trình bày là bạn có chiếc đang lái chiếc xe Fortuner số tự động và đang bị mất thắng. Thì Nam hỏi không biết là tình trạng bạn ở đâu, thì bạn chia sẻ là cách cái gara Nam cũng khoảng tầm 5 km, bạn đang bị ở cái đoạn Phước Long tại huyện Nhồng Trơm, tỉnh Bến Tre. Thì Nam qua trao đổi thì Nam biết là xe bạn đã bị mất thắng và có thể là bị bể ống dầu đó cả nhà. Tại vì với kinh nghiệm của mình lái xe đó, thì một chiếc xe chúng ta bị mất thắng thì nó có thể rất là nhiều nguyên nhân nha cả nhà. Nhưng mà khi mà chúng ta đạp cái chân thắng mà nó xuống bê đan đến tận sàn, không còn cảm giác bê đan gì hết, không còn cảm giác thẳng gì hết, thì chắc chắn là đường ống dầu, hệ thống ống dầu của chúng ta đã bể ở đâu rồi. Nếu mà chúng ta bị hết dầu phanh thì chắc chắn nó sẽ có giảm, nhưng không có cái trạng thái là gần như mất hoàn toàn, đang đi mất hoàn toàn luôn. Thì anh chị cũng phải lưu ý dừng lại để mà chúng ta kiểm tra và chúng ta có cái hướng cứu hộ hay khắc phục nào đó. Và theo như kinh nghiệm của Nam đi phượt đường dài, đi những tuyến cao tốc đường dài thì thỉnh thoảng Nam vẫn test thắng, có nghĩa là chúng ta không thắng suốt quá trình dài, nhưng chúng ta có thể ra thử nhẹ thấy có thắng chúng ta còn hiệu thực hay không, hệ thống phanh chúng ta còn hiệu lực hay không. Đó là kinh nghiệm của Nam. Bởi vì nhất rất là nhiều cái trường hợp cho chúng ta chạy bon bon trên đường, tới khi chúng ta đạp phanh thì phanh chúng ta mất hiệu lực mà chúng ta không biết. Và khi nó một số xe thì cạn ống dầu, cạn bình dầu, nó không có báo trên táp lô thì chúng ta không biết hoặc chúng ta không để ý. Vì còn lại thì chúng ta phải lâu lâu chúng ta phải nên thử hệ thống thắng nhẹ thử coi nó còn hay không. Đó là kinh nghiệm của mình, và quý anh chị có những cái kinh nghiệm khác hơn thì anh chị cũng có thể chia sẻ để các cái tài mới đó, nhiều khi họ cũng chưa có để ý quan sát về cái chạy bon bon tới cái việc thắng khẩn cấp là thắng không được và rất là nguy hiểm nha. Đây là cái trường hợp là do trước đây mình cũng không biết là do các bạn có đi sửa ở đâu hay như thế nào, mà cái bát của chịu cái hệ thống ống dầu vào trong cái phuộc nó đã là không còn. Với con ốc này nó không có thì cái ống dầu nó nhảy tự do theo phuộc như cả nhà, cho nên nó gãy ống dầu luôn. Nó gãy nhẹ nhẹ xong rồi từ từ đến lúc mà xe về đến gara thì Nam thấy nó xì ống dầu rồi, thì mình châm cái dầu vào thì mình mới đạp thắng thử, thì mình thấy nó có cái lượng dầu rịn ra, mình siết chặt lại thì nó lại, và mình cũng test xe mình thử đạp thắng rất là mạnh thì một chút xíu nó bung luôn cả nhà, đứt luôn, đứt hẳn luôn. Cũng may là mình đã kiểm tra kỹ, chứ nếu không mà mình chủ quan mình châm dầu vào thì đi trên đường thì thắng thì chắc chắn là sẽ bị mất thắng đột ngột luôn nha cả nhà. Và để khắc phục cái việc này á thì Nam đã cho các cái ống dầu, cắt cái ống dầu đi, và chúng ta lả cái đầu ống dầu lại và chúng ta lắp lại, và đồng thời chúng ta gắn lại cái bát của cái dây thắng dây dầu phanh này. Tại vì cái đoạn ở dưới thì nó bằng kim loại, nhưng ở trên nó có một cái ống dầu chịu lực để nó xe chúng ta di chuyển thì cái ống dầu nó cố định, nó không có bị gãy. Mà không biết lý do gì nó đã mất đi cái phần con ốc bắt vào cái bát của phuộc, và nó rất là khó để mà chúng ta thao tác ở trong cái thời điểm này nha. Bây giờ thì cũng là 22 giờ rồi nên là thợ nó cũng đã về hết rồi. Rốt cuộc thì Nam cũng phải nhờ đứa em của mình chạy cách đây cũng 20 km nha, đến đây để lả cái phần ống dầu và chúng ta lại lắp vào. Đây là cái quá trình mà mình với em trai của mình đang làm.
nó nằm ở trong kẹt trong hốc thôi, chứ nó không có dễ đâu. Chúng ta một là chúng ta có phương tiện để chúng ta đội xe lên, chúng ta gỡ bánh ra thì chúng ta làm dễ hơn, còn nếu không chúng ta phải chung với gầm xe nha cả nhà. Với chiếc Fortuner thì cái gầm nó cũng khá cao, chúng ta có thể chung dưới ở dưới đó để chúng ta thao tác. Nhưng mà để làm cái ống dầu thì chắc chắn chúng ta phải mở cái bánh ra và chúng ta lắp lại nó đúng thì chúng ta mới làm được. Nó không đúng cái vị trí thì chúng ta rất là khó nha cả nhà. Cả nhà thấy không, hai anh em cũng hì hục luôn. Đó, sau khi mà cắt ống dầu nè, chúng ta đưa vào, chúng ta phải chỉnh cho nó đúng cái gốc thì chúng ta mới có thể vặn cái phần xích ống dầu dưới bên trong và chúng ta kiểm tra coi dầu có chảy ra hay không. Và sau khi chúng ta gắn vào thì chúng ta phải châm cái dầu phanh ở trên và gần như là chúng ta phải xử lý xả gió rồi mọi thứ để cho hệ thống phanh một cách an toàn nhất nè. Và chúng ta phải thử mọi thứ nha cả nhà. Sau khi cái ống dầu đã gắn vào đúng vị trí rồi, cố định lại cái phần ống dầu ở trên phuộc. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành châm cái dầu phanh vào nha cả nhà. Và ở đây thì nó mất hoàn toàn dầu phanh nên chúng ta phải châm tầm trên hai cái bình này, 500 tới 2 bình rưỡi luôn đó. Và quá trình này chúng ta phải đạp bê đan lại và xả gió để thắng một cách an toàn nhất nha. Và trước khi giao xe thì mình cũng chung với xe để kiểm tra một lần cuối hệ thống phanh, khi mà chúng ta đạp phanh thì nó sẽ như thế nào, nó có bị rịn hay như thế nào hay không nhé. Chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ trước khi mà chúng ta giao xe, vì hệ thống phanh là một trong những hệ thống rất an toàn trên xe và để đảm bảo người đi trên xe được an toàn nha. Và sau khi kiểm tra rồi thì bây giờ mình lên trên, mình mở máy nha. Mình phải đạp bê đan rất là nhiều để có lượng dầu nó bơm vào bên dưới. Do nó mất hết hệ thống trong ống cho nên thì chúng ta phải mất cái khoảng thời gian để mà lấy lại bê đan này cũng khoảng 5 đến 10 phút nha cả nhà. Và chúng ta phải thử test trên đường trước khi chúng ta giao cho khách. Đang kiểm tra thì thấy cái dầu phanh nó đang thiếu và Nam lại tiếp tục châm thêm cho nó đủ luôn cả nhà. Mình kiểm tra một lần cuối cùng và tiến hành giao cho khách nha cả nhà ơi. Chúc cho mọi người đi đường bình an. Rồi, rồi, rồi. Ok, anh test ngon lành hết rồi. Rồi, bye bye nha.